Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi thành lòng đọc phẩm Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển tư Văn Thất Ngôn Trường Thiên, dài 846 câu. Đức Giáo Chủ viết tại làng Hòa Hảo ngày 20 tháng 10 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu: Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, và chấm dứt bởi câu: Mong bá tánh vạn dân giải thoát. Chúng tôi thành lòng đọc lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành giấc kỳ lại Phật đường. Thương dân hiện giáo đạo năm phương, đặng chỉ ngõ làm lành lành nơi giờ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện ở trời dành. Bởi lớn lên tập nhiệm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Theo giáo dục theo thêm đức hành, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xem ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hay chữ. Qua mắt mỏ bởi chân phản nghi ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài độc tùng nhớ ố la, chờ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy đều hồ mỹ, nên động tình bác ái dài răng. Réo những ai lợi dụng nhớ làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khát mây đen phủ rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp vẹn ngút mây, trong bồn đạo tự thân phải xử. Xuân dương thấy vào trong lê, thứ thấy bá già gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tinh ít người hiểu ly. Trong ba tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bi nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tạo làm chi những trung giới hiếu, ấy là người bốn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng để cần lao, cùng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cao, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật từ đây lửa tuyển
coi ai là đức hạnh nỡ hiền từ. Lời sách xưa cần thủy tri ngư, cần sơn lanh trần gian tri điều. Trong xâm giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường. Quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sai mùa sai tiết, kỳ nắng cùng mưa cũng khác kỳ xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các kỳ việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lời, muốn tu mà còn hơi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thôi một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà dương trần liệu lượng chánh tàn. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đợn trúng ma điệu, quà bán rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Bài gươm trí cho tinh cho khiết, kỳ dứt tâm trần kiếm chữ sắc kỳ không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chi cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành, giành với lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng mơ ước, kỳ đời sao không tới phước cứ cho rồi. Nay khổ lao khó đứng nghĩ khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm ác đức nhiều đều quanh nghi quẩn, như gà cồ ăn bẩn cối say. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quái linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma dương. Chôn rừng tòng ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật cơ, tới đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm mơ chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tươi khổ. Bình giới tự từ kim chi cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Lo tu tịnh mặc ái khí,
diệt lục căn đừng nhiễm ơi lục trần. Chữ sắc tình chớ có hầu gần hương với vị xác trần nên nơ lanh. Chữ xuất pháp treo gương hiện thánh tranh sáu đường cũng đằng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần mà lấy thứ không lo chẳng liệu. Nhận thấy sắc thường hay bận biểu tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh. Còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu. Chúng xa hơn hay lết trở lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần. Đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến nhi đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ê thầy ưa sửa sắc kỹ soi hình với chức phận chỗ cao chỗ quý. Sao đường ấy ở trong tâm nhi ý ta màu màu dứt kia nó chỗ rồi. Nếu tình tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt kia được nó ấy là giải thoát kỳ thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị bắt lỗi người phải xét cứ lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình nẻo chánh trực chỉ người quân tử. Người biết đạo phải nhìn ngôn ngữ nói với ai chứ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lỗi. Tâm ngay thẳng ta không dời đổi dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp đi người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi thì ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sanh ni thể ngọc ngà trong các bao khó bị tâm thiền. Phải xử thế chớ nên bài biến miệng sáo ngôn thường kiện tâm thân.
việc bán buôn phải giữ ngàn cân. Chớ tập tánh lần lường trao đâu. Các công của cái của người tánh xấu ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bần tăng chẳng y mến sắc kỳ màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật cư thánh, nên truyền ban cho chúng mơ sanh tường. Tuy ngày nay chúng nói hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lãnh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng mơ chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mình phú quý quên cầu dường dục. Sáng kim chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được khi lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi vô sông, ngày lập hội mới mong trở lại. Chớ bận tiện khuyên dân đừng nài, miệng cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, bởi giá tạm của đời quân hà. Gắn công tu xem nhiều phép lại, của thần tiên trừ lũ hung đồn. Nào lúa là lành nhiều tố sâu, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết cứ đã nhiều. Các hoài băng đà nhuộm máu điều, sao trần thế không tuân chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh đi biến lời, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo với đói từ đây sẽ biết, khi hàng ngoại bàn bố thiết cứ ta hoài. Nên bà già hãy ráng miệt mài, dù rách rưới cũng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quần trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, sáng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chớ gây gỗ là sân hải diệt, kỳ cho nó đừng thấp đi thoáng ở trong lòng.
thêm chữ si thiệt quá lòng vòng. Nên tình trí tìm nơi dục tắc, chữ nhân ngã cũng là quá gắt. Ta chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng nghiệp với bốn mà mới đặng an nhàn. Tự nhiễm vào thân thể bất kỳ an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bể tội cướp nào ai có tiếp đi, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tâm thần trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh ba kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sau sanh chúng chẳng lo cải sửa. Bệnh ôn dịch thường hai ơi mưa ơi, mà dương trần chẳng chịu kiên vàng. Qua năm giây đến lúc đi mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đằng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh dạng dân liệu lấy. Khổ giới tham ngày nay có mấy, sợ mãi sao dòm thấy ở bài hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cánh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chung. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ đau phàn nàn căng sâu. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hướng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, kỳ nên dân ta chịu chữ cửa hàng. Ta khùng điên của cải chẳng nghi màng, miệng lê thứ được câu hạnh phúc.
cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác cư thú ở đôn tầng thì Nam Quốc lương dân mới biết. Nay dài thế cậy cùng ngồi viết kỳ dơi xác kỳ trần dù thuyết cư ít hàng. Ai nói chi ta cũng mơ chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phụ vô hận hờ nào biết, khi thấy bóng mơ đèn thì quyết chung vô. Thầm thương thay chết heo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù du. Cày quyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lời như con vật ấy. Dòng xe có kỳ biển đông nhị thường, thấy tên giá tràng rất uổng không trình. Khi nước rồng nhờ lúc kỳ bình minh, lúc nước lớn các kia tan ra. Trần phú quý thì trần thông nhi thải, chớ còn ta cứ khổ lâu hoài. Viết kệ cơ giảng dài ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chứ chẳng phải của người lang tri. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ơi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đau kiếm mơ bài, để thi cử khỏi mang tiếng nghi rớt. Sách khuyên thiện miệng kêu không ngớt, kỳ mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cũng bắt đi hổ thầm, nên than thở cùng trần ít đi tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích đi mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Xuân duyên định thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp vàng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiên giống chi ở hưởng đây. Địa ngục cung tại tâm nhi làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm
quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tài nó. Tô giới tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm nhi ngàn sầu, ngó dạng vật đài lầu chẳng nghi có. Sông dưới núi trước kia mắt cứ ngó, khi chết trước rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường hải sớm tàu đào, kim đạo ly mà nhờ mà nhói. Chiều cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Cầu phú quý ngài không nghi mạng, ước kỳ chữ Bồ Đề như cội bá tòng. Sáng y dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được định chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân y ngã, người nào đâu có Phật tánh làm. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia bất cứ luận, thái mộc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng ma sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết đi khổ. Đạo giới ly từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh đi phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, khuyên lấy thứ làm lành mà tránh. Cảnh niết bàn là nơi cứu cánh, đi về chốn đi xa lánh ở hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội biết ai còn bất kỳ, giờ chưa phân chưa biết kỳ chánh tà. Ta về dân sắc cơ linh đi ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung ở chiều màng. Nền đạo đức ta bài quá cạn, mà dương gian còn gạn danh từ. Làm chúng ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu mùi. Thấy điên khùng làm như sắc ngồi, chẳng trả
cành đường nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si ở thái quá. Tranh giới luận đặng dành cơm y cá, khuyến dụ người đặng kim như bạc tiền. Thấy chúng sanh biết ngõ ganh, hiền theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không nghi mời thần, mặc tình ai trọng kinh hay chê. Thương lê dân còn bạn sai mê, chẳng tu tình cho rành sương nắng. Thấy ta lại nói cài nói đắng, đắng với cài ta cũng chẳng màng. Trần trần gian kiến thấy phụng hoàng, xè canh múa chào mừng Phật thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy, tánh còn ẩn nơi tim ốc xác y phàm. Ai biết cứ trì việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, đi người dốt mà nói pháp quá rành. Lửa làm chi cao uy chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc kỳ cổ tích cần chi phải thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đất đạo. Trần giới thấy nó hay kêu ngạo, các nhà sư hãy sáng sửa mình. Nếu xuất gia ngủ giấy rắn dình, tu chân chánh mới không hổ tiên. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyên, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới đuối. Bệ tăng chúng quá ham như chùa ngôi, nên tời khuyên khắp đi chúng ơi cùng làng. Phật nào ham y tượng cốt y phớt y vàng, mà tăng tạo hao tiền ba tâm. Việc giả dối từ đây nên lắm, bồn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc dài đời ta
công trình làm chẳng tròn uống thay một kiếp. Lời chân chấm trần hay bỏ điếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền, mà làm cho Ngọc Đế thầm phiền. Muốn trừng trị trần gian thầm thiết, Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết thì tâu Ngọc Hoàng Đế Phật giải trần, nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần phép cứ đơn. Xác trần tục như cây cành khốn, làm hiền hoài ắt thì phải tiêu mòn. Đèo dây bào riết cứ nói cùng tròn, đến chừng đó trong vào rất kỳ tuốt. Lũ giả dối thường hay thề thúc, nó chẳng kiên thần thánh nữa là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện y cú lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét kỳ những kẻ tu hành bốc xước, kỳ miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hay dựa, mé đặng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dùng kẻ quay. Cuộc kia sám hối vô chùa, thường thấy làm gian lừa biết khi mấy nhiều lần. Thấy dương gian lượng gạt thánh thần, mà chúa xót cho đời nguồn hạ. Chữ tự ôi nào ai có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành, chữ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm chai đám y tạo nhiều xa mà, bay về tay nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quấy kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xoài, mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chúng. Coi tâm cải làm theo mới chúng, để lạc lầm lắm ni bơ tăng đồn.
định tâm thần như mặt nước hồn, suy với nghĩ, nghĩ suy ở đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà. Thì hiền lương quên mất khi điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc khi đạo đức bất cần thôi, thắng chữ tu hiền ngay thẳng ơi lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lệ thứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tới không ở ai, chỉ bảo như dịch con dịu dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới ở làng, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết đi rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách đi hồi năm đinh đi sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đăng thức ký tinh trần, rằng thiên đình tuôn đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tuổi đời này lắm, mà bị văn minh cám dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc khi mười, kẻo chúng nó dễ người Phật thánh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi anh khuyên dương trần, sớm tránh đi mới màu. Để ngày sau đến việc thầm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thẳng bơm chạy, nước kỳ lọt ngoài khơi mới hết đi hò khoan. Tu mà ham cho được đi giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương Võ, đây tạo chùa chiền khắp mi nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Tôi biết cách như đường biết đát, kỳ đường đát rành đặng giữa xe lôn. Ai biết nghe thì sớm mà liệu tôn, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp như đào màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa kê. Chúng sanh thể
thất thế phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quý cùng ba, trời mở cửa quý dương xuống y thế. Nên ta mới ra tay cứu tới kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng y nữa lần, thêm tên tuổi chúng sanh đó biết. Làm đủ cách xuống lên thay thiết kỳ ở ngoài đường nó biết ký tên mình. Tin cùng không thì cùng mặt tình, chớ tà lắm công trình dài dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nói ghẹo hoài, mà cũng không rúng động đặng ngài, nên cố gắng phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sư dạy, ráng bền lòng cho được hiền từ. Hết đi khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phí tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường thay thức, bỏ hết trơn đề nếp ông cha, khác tánh tình người cô nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sự sách, đấng trung thần với kẻ tiết trinh. Dọn bệ trong mới gọi đẹp xinh, chớ màng lúc đi bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa đốt, khi khắp dương gian chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức kỳ thượng đế ngự đền ngọc khuyết, khi nhìn dương gian cũng luôn thở dài. Thấy chúng sanh trao trìa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trìa tánh. Kẻ đôi pho người sáng ai lánh, bước lại gần chê lũ tanh hôi. Coi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu bà tánh quá nên kiêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đôi rách, ít có ai để mắt cứ nhìn vào. Chuộng nhân người vô dòng như sắc khi màu, cậu với mợ ông thầy cô bác. Thì kẻ có như rơm như rác, thì ta quá rầu đại các văn minh. Mấy ai mà giữ già sắc đinh, theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần lăng
hồn của quỷ của ma, chứ nó không có giống như người ta. Mà dưới quỷ sanh người hung ác, lo tập luyện những câu đơn hát thì chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Sáng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết đi thương người. Thấy kẻ khờ quê giúp ngạo cười, nào có lấy lời chia chỉ bào. Ta thương xót lo tận lo tạo, chẳng thấy ai để thảo vô hiền. Làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho đòi cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàng cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì giả ngọc khi đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, kỳ đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc không ác khi hễ vừa thấp thoáng, nghi chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chữ bạn ta kỳ dầu cho đến chết thì cũng keo sơn gắn chặt mới làm. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giá dài. Nếu tranh đường ác ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vậy đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ái mai mỉa, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng y vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa đức thánh luận bàn cái lưỡi, ngài nói rằng các việc tại mày. Thuận với hòa hay, ghét kỳ với rầy,
cùng cái lười làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tùy kỳ, lấy tâm thần làm chủ mới bầu. Cũng chẳng nên theo tánh đi gió hầu, thấy chẳng đói mà nhăn mà như. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dù việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai, coi kệ này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không cần, cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thí, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dài dội câu cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đi đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trào quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ai mộ, xem kệ này tu tinh nữ tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niềm dây mà, Phật chẳng chấp chẳng đài thời khắc. Chai bốn bữa ấy là quy tắc, thì của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ vàng tục cổ nước cư nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bà kỳ ai. Học đi chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuê sang đại các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương nghi thế, vào lục châu đặng cứu ba gia. Mặt tình ai xem kề ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng hữu hỷ. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm đi hoài đầu. Đằng sau xem Phật pháp đi nhiệm màu, với báo quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt kỳ, nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mạnh
mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực kỳ khổ thân này chẳng ở này, chẳng cần ai bái lại khấn cầu. Bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thường cổ. Gốc kỳ thuở trước của tâm của tôi, đâu có bài dối mì như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng kiếm mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thầm thiết kỳ, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất kỳ não nồng, câu hữu lý ba tòng khó sanh. Chúng tự hội chớ nên lưu hánh, vì lời xưa có dặn rạch rời. Dân chớ nên phụ bạc giống nòi, mà lao lý tâm thần vô ích. Phải nhân nhúc chờ người cố tích, đi Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chừng chất người ta ngay thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rút đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhận tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí. Ta ra sức viết câu quyền bí, chúng dần ôi ràng kiếm ràng tầm. Dòng thú kia là loài sanh nghi cầm, mà còn biết kim tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành nấu nức, khi còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh giới sám chúng dần thường thấy. Chữ bát chánh đi rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh ý kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, nghi phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu giết người hay việc kỳ của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội giới phước kỳ xét coi, nhiều bận mới khỏi làm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thành cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ cùng
cũng tưởng đều trung chánh thì mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ cầu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bởi, dầu ngày chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loại. Chánh tinh tấn dầu thành hai bài, cứ một đường tính ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh y ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏa tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc kia trái chất ấy là nguồn cội, lời xáo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, cầu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó giữ tâm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm mà lọc lừa. Tớ diệu để ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chớ tập đề nay đã mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước cứ đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thánh. Vậy thượng giai cõi tiên mới bành, đến diệt đề trừ vật kỳ dục xưa. Cõi hồng trần các việc cơ mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức kỳ Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bằng mà mê, ôi
chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân răng kiếm trễ, thời kỳ khó gặp đi đặng ta. Rồi hành luôn bác nhận thì mới là, thì muôn việc điều an ba tươi. Chữ thứ nhất kia nhận năng sử, thế là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhân giới trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chồm cô bác mới cao, nhận tâm đỏ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhân đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhân thành bao huy hiển vang, khắp ba tánh được câu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm đi lạ, muôn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dần ráng tránh kẻo lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cầm bẫy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót kỳ, mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia. Thì sao này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khỏi gai. Thấy sanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rõ. Còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng hoang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế xá chỉ bùng trình. Thương quá sức nên ta bệnh rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo
chẳng tu là bởi không ưa. Chứ nước sâu mà bị gạo thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng nghe xiết. Nên phải tạm mượn cây gọi viết, cứ đem đạo màu như hạn cho mưa. Đặng tu trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giao. Nền chân lý chúng chê rằng lâu mà nào ta có lợi dùng ai. Trong bá gia nhiều ít đi lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sửa tâm ôi tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục, thì như đời xưa có gã tứ phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiếu mà an ba tánh. Đời vật chất văn minh tranh nghi cảnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiện chư Phật kỳ đớn đau, cho kinh sấm dạy đăng ở trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo cho củi quê, nghèo bạc vàng đạo đức cùng nghèo. Ta xuống trần nhầm lúc nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Vì bác ai nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải cao, trong bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thánh lòng nhân nghi hại, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền ba sử kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Dạo đối bạn khinh khi kẻ rách, đi là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh đi kẻ sang đổi vợ, nào làm thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ý tài chê bướng chê càng. Thì ngày sau đừng có trách than, những tội lỗi của mình tạo lấy. Bị hao thân giết người không thấy, rồi mang lo dèm xiêm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa sẽ lời, đâu gần gũi mà tường diệu ly. Trong lục tình ai là người, trí mau thức thời tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bầu, phải hợp tác gieo trồng giống y quý. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giấc đi diều. Thả thuyền từ bán giác nâng điều, kẻ hiểu đạo mau mau bước đi xuống. Việc trải
cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra cái lại thấy trưa năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chớ phù dân phú quý nay mai luận giới chuyện dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại sống như trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết đi tuổi sanh như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kể này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc kỳ bao quý ẩn trong nam định nhị muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình lương những ước kỳ mong gặp dòng tốt hãy mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ câu cầu giúp cho đời mong ba tâm dạng dân dài thuốc. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo pháp thường hay dung giới hòa xét người chỗ tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ ta thứ được người người thứ ta. Ráng tu đất đạo cứu cửu quyền thoát chúng mê đồ đến cạnh ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc khi học cơ quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Hoài đơm cung tế lệ xưa xác vật châu heo đứa mẹ bài kẻ mất cho ăn suy khó hiểu người còn bác đại lạ lùng thay cháu con Phật. Cha mẹ qua đời thủ lễ chay
sạch nghĩa nhân, vậy mới đáng hồn linh siêu thoát nhẹ cầu bay. Nam mô A Di Đà Phật.